Anh Dũng thích làm gì nhỉ? Dũng bẻ chăm ba đi. Chăm ba tôi cũng bẻ được. Ai hả? Ôi, này, Dũng gáy này. Dũng bẻ chăm ba đúng không? Gửi cho Dũng rồi. Dũng gáy này. Bắn một. Này, cẩn thận đi. Kén chắc lá, từ từ bạn ơi, kén chắc lá tí nhỉ. Chạm đi. Ô, chạm rồi. Đây rồi. Để xem Dũng bẻ được bao nhiêu phát. Tôi thách bạn bẻ được 10 phát. Rồi rồi, bắt thứ hai, bắt chạm nha anh em nhá. Ok. Đây rồi, trời lớn rồi. Xong rồi. Trời lớn rồi, trời lớn rồi. À, đi qua. Rồi, vẫn chạm rồi nha, chạm rồi, chạm rồi. Ok. Phát thứ ba đã chạm. Phát thứ tư, ok. Thử xem tối đa sức của Dũng sẽ bẻ được 130 cân chạm tay bao nhiêu phát. Rồi rồi. Ok, phát này vẫn chạm nha. Ok. Rồi, phát thứ 5 rồi đây. Lên. Lên chia sẻ mạnh lên, Dũng phát này phát thứ 5 rồi. Ôi ôi. Rồi, rồi, chạm rồi, chạm rồi, chạm rồi. Ok. Rồi. Phá khỏe. Rồi. Ok, đem qua. Rồi, rồi, rồi. Úi giời, vẫn chạm, vẫn chạm nhanh nhanh. Quả này lại thấy mượt hơn nhỉ? Ừ. Rồi, phát thứ 7. Phát thứ 7 đúng không? Phát thứ 7. Rồi rồi, vẫn chạm, vẫn chạm. Vẫn chạm, 7 phát rồi. 7 phát rồi. Rồi, phát thứ 8 của Nhi. Ok, ok. Vẫn chạm, vẫn chạm nhá. Phát thứ 8 rồi. Đập. À, phát thứ 9 nào bạn ơi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, trời tôi, trời ơi. Rồi, vẫn vào, vẫn ngoạm. 9 rồi, này rồi, một phát rồi, rồi. Nhưng mà... Mồ hôi của Dũng này mọi người. Thôi thôi, cố gắng, cố gắng. Phát lên phát thứ 10 anh em ơi. Ui dồi ôi, vẫn chạm. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, vẫn... ôi, bạn ơi. Ôi bạn, ôi bạn ơi. Bạn ơi, đừng nghiện nữa. Cố lên bạn, cố lên bạn ơi. Phát thứ 11 nào. Kênh trái này hả? Ok. À. Chạm rồi à? Chạm rồi. 12 đúng không? Phát này phát 13 đúng không? 12, phát này mới phát 12. Vào chưa? Vào chưa? Bẻ chạm không? Chạm chưa? Ok. Không ổn rồi thì thôi nha bạn nhá. Đây phát 12. Phát 13. Phát 13 bạn xong rồi. Đây là phát thứ 13. Ôi ôi, vẫn vào được. Ok, 13 phát. Các bạn thử đoán xem liệu giới hạn của Dũng sẽ là bao nhiêu này. 14. Phát thứ 14 này. Phát thứ 14. Phát này, phát thứ 14 này. Phát 14 này. Nào, cố lên bạn, cố lên bạn đây. Vẫn vào, vẫn vào. Ok, ok. Ui, ui. Mình bị lệch sang cùng mình. Phát thứ 15. Phát 15 này. 15. Phát thứ 15 anh em ơi. Ở đâu, phát thứ 16 chứ. Ôi. Phát này phát 15 hay 16? Phát 15 vào được chưa? Tôi quyết tâm phải lấy phát 15 này. Như vậy là mất sức không đường nữa rồi à? Không được. Anh em lấy bát phở hay cái gì đi anh em ơi. Nào, làm bát phở hay mấy bông hoa đi. Ok. Phát 15 vào rồi. Liệu có thơm nữa không đây? Thôi thôi. 15 phát. Không nhưng mà úi giời ơi. Cúi lên bạn đây. Chẳng qua là sức nó là giới hạn 15 phát thôi. Không chạm được phát thứ 16 rồi. Cảm ơn đúng rồi. Chấm chỉ 15 phát thôi. Cảm ơn mặt chấm nhá.